1.000 còn ít. Bà ơi, tôi đã về rồi đây. Sao hôm nay ông về muộn thế? Ông ra hồ rửa ráy một chút rồi vào nhà ăn cơm. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Chà, nước hồ mát quá, thật là sảng khoái. Lũ ếch thật là ầm ĩ, chúng có thể họ hát suốt cả đêm. Thôi, mình đói bụng quá, phải về nhà ngay mới được. Chà, cái hồ nhà mình nhiều ếch quá bà nhỉ. Chúng kêu râm ran cả đêm, làm tôi thậm chí còn không ngủ được. Thật vậy sao? Tôi thì chắc quen rồi, tôi chẳng thấy thế nào cả. Ôi trời, nó kêu to vậy mà bà vẫn còn ngủ được. Lạ thật, không phải là vài con kêu đâu. À đúng rồi, là hàng trăm con, thậm chí hàng ngàn con ếch kêu ồm ộp suốt cả đêm. Thôi, nếu ông đã khó chịu như vậy, tôi bảo này, tôi nghe nói trên thành phố người ta chuộng những món ăn chế biến từ thịt ếch lắm đó. Hả? Vậy ư? Thế thì ếch sẽ được giá lắm nhỉ? Tôi thấy mọi người nói thịt ếch là đặc sản ở trên đó, thơm ngon và giàu chất dinh dưỡng. Ở đây nhiều người mang ếch lên trên đó bán lắm. Hay là tôi cũng bắt ếch ở đây rồi đem lên thành phố. Cái hồ nhà mình cũng phải cỡ có hàng ngàn con ếch đấy chứ. Tha hồ mà kiếm tiền, làm vài chuyến là đủ tiền về sửa sang lại cái nhà. Bà thấy có được không? Được đó. Ông thử lên nhà hàng trên thành phố hỏi và thỏa thuận về giá xem sao. Được, sáng mai tôi đi sớm. Xin cho hỏi, ông tìm ai ạ? Tôi muốn bán ếch. Tôi có thể gặp ông chủ nhà hàng để thỏa thuận giá cả được chứ? Vậy ư? Tôi là chủ nhà hàng đây. Nhà hàng chúng tôi cũng đang thiếu nguồn cung cấp thịt ếch đó. Ông có cần 1.000 cặp đùi ếch để chế biến thức ăn không? Ôi, ông có số lượng nhiều như vậy ư? Ở đâu mà ông có thể bắt được từng ấy số ếch cơ chứ? Có một cái hồ nước gần nhà tôi. Ở đó có rất nhiều ếch, thậm chí cả ngàn con. Chúng kêu ộp ộp suốt cả đêm, khiến tôi không thể ngủ được. Vậy chúng ta sẽ ký một giao kèo nhé. Mỗi ngày, ông sẽ cung cấp cho chúng tôi 50 con ếch cho đến khi hết số ếch trong hồ. Ông làm được chứ? Chuyện đó đơn giản thôi. Thậm chí tôi còn có thể cung cấp số lượng lớn hơn. Nhưng giá cả thế nào? Vì tôi cung cấp ếch tươi ngon và giao sớm mỗi ngày. Chúng tôi sẽ trả ông giá cao nhất, 10 đồng cho một con ếch. Ông sẽ không thể thương lượng với bất cứ nhà hàng nào trong thị trấn mà được cái giá đó đâu. Được. Vậy chúng ta cứ làm theo giao kèo như vậy nhé. Bà ở nhà cứ ngủ trước đi nhé. Tôi đi bắt ếch rồi sẽ về sau. Chỉ một loáng là sẽ được 50 con thôi ấy mà. Tôi đang cho ông cái gùi lớn. Nhớ mà bắt nhiều, ông cứ nhốt hết chúng vào đây nhé. Được. Chà, lũ ếch. Chúng kêu ầm ĩ thế này thì mình chỉ cần bắt một đoán là có cả trăm con ấy chứ. Chạy đâu cho thoát chứ chú em. Hoàng hoảng chui vào gùi của ta nào. Này thì chạy này. Không ngờ một công việc kiếm tiền dễ dàng thế này mà bây giờ ta mới biết. Phải mau chóng bắt hết lũ ếch trong hồ này thôi. Quái lạ, sao mãi mới bắt được mấy con nhỉ? Rõ ràng là có rất nhiều ếch ở đây mà. Chúng trốn ở đâu nhỉ? Ồ, rõ ràng tiếng ếch vẫn rất ồn ào quanh đây. Chúng mày có trốn đi đâu, tao cũng sẽ bắt bằng được. Cậu đem đi, được tất thảy 30 con ếch. Ồ, bác nông dân, thế cả ngàn con ếch đâu rồi? Sao bác lại bắt được có vậy thôi à? Thật ra là tôi đã lầm. Sau khi đã lùng sục cả đêm ngày hôm qua, tôi khó khăn lắm cũng chỉ tìm được vài chục con ếch thôi. Nhưng tôi nghe rõ ràng là chúng kêu rất ồn, như hàng nghìn con ếch vậy.
Ông nhầm là đúng rồi. Dây thanh của ếch ở trong khoang hầu. Không khí từ phổi lùa nhanh qua, làm rung dây thanh, phát ra tiếng kêu. Xiên ếch đực còn có đôi túi kêu ở hai bên hầu. Khi nó kêu, hai túi này phình ra phía ngoài, khiến âm thanh càng thêm vang dội. Cộng với không gian xung quanh vắng vẻ, nên chúng ta hay có cảm tưởng là rất nhiều chú ếch đang kêu, nhưng thực ra lại chỉ có vài con ếch mà thôi. Vậy xem ra giao kèo giữa chúng ta phải hủy rồi. Nhưng bất kỳ khi nào ông bắt được ếch, cứ tìm đến nhà hàng chúng tôi. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn nghe thiên hạ âm âm chỉ trích hay lên án mình, hãy nhớ rằng có thể đó chẳng qua chỉ là vài cặp ếch ồn ào không nên chú ý. Có khi chúng ta nằm trằn trọc trên giường vào buổi tối lo lắng về một chuyện dường như bao phủ khắp nơi, như là cả ngàn con ếch đang kêu ộp ộp. Rất nhiều khả năng là khi bình minh đến, chúng ta sẽ ngạc nhiên về những tiếng ồn ào thực ra chẳng có gì cả. Cô bé thông minh. Ngày xưa ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, có một người cha sống cùng cô con gái nhỏ. Người cha đến cả cái bát ăn cơm, cái vá múc canh, cái chén uống nước cũng chẳng có. Anh chỉ mong muốn có được một mảnh đất nhỏ để làm việc, hy vọng cuộc sống sẽ khấm khá hơn. Vị trưởng làng đã cao tuổi, muốn tìm người tài để kế nhiệm vị trí của mình. Nên một ngày, ông đã ra một câu đố hóc búa cho tất cả mọi người. Nếu ai có câu trả lời đúng, sẽ được nhận phần thưởng là một mảnh đất lớn ở ven làng. Hay anh nói muốn giải câu đố ư? Ta sẽ đưa ra một câu đố. Ai trả lời đúng câu đố của ta, thì mảnh đất sẽ thuộc về người đó ngay. Xin cụ hãy đưa ra câu đố, thưa cụ. Hãy nghe nha, trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất và cái gì đáng yêu nhất, ngày mai hãy cho ta nghe câu trả lời. Trời ơi, làm sao mà đoán được câu đố của ông cụ đây, khó quá. Bố ơi, bố có gì buồn bã thế? Ông cụ đã nói những gì hả bố? Ông cụ đưa ra những câu đố như thế, thật là bảo người ta vắt óc ra suy nghĩ. Câu đố gì hả bố? Trên thế giới cái gì béo nhất, cái gì nhanh nhất, cái gì đáng yêu nhất? Bố ơi, các câu này dễ thôi mà. Bố cứ yên tâm nói giống lời của con là được rồi. Thế nào, các anh đã đoán ra chưa? Chúng tôi đã đoán ra rồi thưa cụ. Thưa cụ, thật quá đơn giản. Béo nhất là con lợn nhà cụ, nhanh nhất là con chó săn của cụ, đáng yêu nhất là tiền bạc. Nói bậy nào, nói bậy nào. Cụ ơi, là như thế này, không có gì có thể béo hơn mẹ đất, người nuôi dưỡng vạn vật trên thế gian. Đúng, đúng. Thế cái gì nhanh nhất nào? Nhanh nhất là ý nghĩ của con người. Ý nghĩ của con người có thể theo gió đến tận bất cứ nơi đâu. Còn cái gì đáng yêu nhất? Đáng yêu nhất là giấc ngủ say. Bất cứ ai, một khi đã ngủ say đều có thể rũ bỏ tất cả. Cái gì? Giấc ngủ say ư? Trời ơi, vậy là mảnh đất đó không thuộc về mình rồi. Hoàn toàn đúng, nhưng anh phải nói cho ta biết anh tự mình nghĩ ra hay đã có ai giúp đỡ anh. Thưa cụ, tôi có một đứa con gái tên Masa, chính nó đã bảo cho tôi điều đó ạ. Con gái anh mấy tuổi rồi, theo học thầy nào mà giải được câu đố của ta? Dạ thưa cụ, nhà con nghèo, tiền để mua thức ăn còn không có, lấy đâu tiền đi học ạ? Con gái con 8 tuổi rồi, nhưng chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp cơm nước cho con thôi ạ. Có việc này ư? Còn cô bé ấy không được học hành tử tế, thế mà lại đoán được câu đố của ta, ắt hẳn là người có tài. Nếu được rèn giũa, chắc chắn sẽ có ích cho xã hội. Ta phải thử nữa xem sao. Người thật liêu láo, dám bỡn cợt ta. Con gái người mới có 8 tuổi, làm sao có thể trả lời được? Đã vậy, người sẽ bị trừng phạt. Trời ơi, xin cụ tha cho con. Con hoàn toàn nói sự thật. Được rồi, con gái người phải giải được câu đố sau của ta thì ta mới tin. Đây là 10 quả trứng gà chín, hãy đưa cho con gái anh, bảo cô ấy đem gà mẹ ấp qua một đêm, phải nở ra những con gà, sau đó đem những con gà đó nuôi lớn, rồi con gái anh hãy giết 3 con quay chín mang đến cho ta ăn sáng. Sáng mai anh hãy mang đến đây, nếu như không làm được thì anh và con gái sẽ gặp rắc rối đấy. Trời ơi, phải làm sao đây? Bố ơi, sao bố lại buồn vậy? Lời giải đáp của con đã sai hả bố? Không phải, chúng ta gặp rắc rối rồi con ơi.
đem chậu cháo đến đưa cho ông cụ đi. Bảo với ông cụ là ông cụ hãy đào một cái hố, đem chậu cháo trồng xuống đó, cây mạ mọc lên. Khi lúa chín rồi hãy gặt lúa về, xát thành hạt gạo, nghiền vỡ ra, rồi đem đến cho những con gà nở từ những quả trứng chín này ăn đi. Chuyện gì nữa vậy bố? Con nhìn đây, ông cụ đưa cho con một rễ cây gai, yêu cầu con ngâm vào nước rồi phơi nắng, đập kỹ và phải dệt ra 100 tấm vải. Thưa ông, xin ông hãy làm khung cửi từ cành cây nhỏ này để tôi mang về dệt rễ gai. Xem ra đây đúng là một cô gái thông minh. Anh hãy quay về nói với con gái anh, bảo cô ấy đến làm khách nhà tôi sáng mai. Nhưng phải nhớ là không được đi bộ, cũng không đi xe, không đi chân không, cũng không đi giày, không cần đem theo lễ vật, nhưng không thể thiếu lễ vật. Nếu con gái anh không đến, chắc anh biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bố ơi, cháu có buồn, tất cả đều tốt hết. Xin bố đem về cho con một con thỏ sống. Sáng sớm hôm sau, Masa xỏ một chân vào đôi giày rách, còn một chân đi không. Sau đó, cô lại đem theo một con chim sẻ, tìm một cái xe trượt tuyết buộc vào con dê. Cô giấu con thỏ trong nách áo, con sẻ cầm trên tay, một chân để dưới đất, một chân đặt trên xe trượt tuyết. Rõ ràng con dê đi bộ thay cô, rồi cứ như thế, cô đi đến sân nhà ông già. Không thấy cô bé ấy đến, có lẽ những câu trước chỉ là do ăn may thôi ư? Cô bé để con dê kéo xe đến ư? Thông minh đấy. Các người hãy thả hai con chó săn ra. Thỏ con, hãy chạy thật nhanh nha. Thưa cậu, đây là lễ vật con biếu cho cậu ạ. Khá khen cho sự thông minh, ứng biến nhanh lẹ của con. Ta vốn không có con, nếu không chê, ta sẽ làm cha nuôi của con. Sau này tới theo ta học, nhất định sau này con sẽ trở thành người có ích cho xã hội. Dạ con cảm ơn cụ. Vậy là nhờ sự thông minh của mình, cô bé đã được ông cụ nhận làm con nuôi. Cô theo ông cụ học từ đó, với mong muốn sau này sẽ trở thành người giỏi giang và giúp ích được rất nhiều người như ông cụ. Đóa hoa bất tử. Hướng dương đã nở rộ, sắp thu hoạch được rồi. Bách hợp cũng sắp thơm ngát rồi. Vậy là đám cưới của chị hai sẽ ngập trong hương sắc rực rỡ và thơm ngát của những đóa hoa xinh tươi này. Chị hai thích nhất là hồng nhung mà. Sao mi không chịu nở để ta còn bó hoa cầm tay cho cô dâu chứ. Tưới thêm nước cho mi chống nở này. Tôi không muốn nở, tôi không muốn bị cắt đi để bó thành hoa cầm tay cô dâu. Tôi không muốn chết, tôi muốn mình được bất tử. Ôi, hết nước rồi sao? Hey, cuối cùng rồi cũng đi, đúng là phù thủy mà. Gì nữa vậy trời? Muốn được trường sinh bất tử sao? Ta đúng là như thế. Bất tử ư, dễ thôi. Sao? Bà nói sao? Đúng như những gì ngươi vừa nghe thấy đấy, nhóc con. Vậy, bà hãy làm giúp cho tôi trở thành bất tử, không bị úa tàn như những loài hoa khác. Hoa nở hoa tàn là quy luật của vạn vật tự nhiên. Tại sao nhóc con nhà ngươi lại muốn đi ngược lại chứ? Ai cũng bảo hồng nhung chúng tôi là nữ hoàng các loài hoa. Vậy mà xuân sắc không bao lâu rồi lại úa tàn, sẽ bị người ta vứt vào đống rác. Tôi ước gì mình mãi đẹp, mãi thơm, mãi kiêu sa để được người đời nâng niu. Đúng rồi, phàm là phái đẹp, ta chẳng ham hố níu giữ xuân thì. Vâng, vậy bà có cách nào giúp cháu không ạ? Tất nhiên là có chứ, không có việc gì mà ta lại không làm được. Không chỉ đẹp mà dù mưa, nắng, gió, tuyết, không gì có thể làm nó úa tàn, phai sắc. 10 năm, 20 năm, nó cũng không hề gì. Nó là loài hoa bất tử. Đây chính là loài hoa mà cháu muốn trở thành.
bà hãy hóa phép cho cháu ngay bây giờ đi ạ. Được, ngay bây giờ ngươi sẽ được trở thành loài hoa hồng bất tử. Đổi lại, ngươi hãy giao cho ta. Giao? Chứ phải giao cho bà thứ gì ạ? Thứ ta muốn chính là hương sắc. Hương thơm nồng nàn của ngươi sẽ thuộc về ta. Còn ngươi, ngươi sẽ trở thành loài hồng bất tử, nhưng không có một chút hương thơm nào cả. Hương thơm của cháu sẽ không còn ư? Đúng, một bông hoa không hương thơm, bù lại ngươi sẽ trở nên bất tử. Từ giờ ngươi đã trở nên bất tử. Sao làn da của mình lại trở nên khô ráp và dai nhách thế này? Cứng quèo như là đồ giả. Người ta vẫn ví những thứ mềm mại giống như cánh hoa hồng đấy sao? Mình đã không còn là mình ư? Mình chỉ muốn trở nên bất tử thôi mà. Tại sao thân thể mình lại thay đổi hoàn toàn như vậy chứ? Vẫn là mình mà. Không phải là mình. Ôi, cô chủ lại tới đây làm gì? Gần này nước, chắc chắn mi sẽ phải sớm bung nở thôi, Hồng Nhung à. Trời ơi, tại sao mình vừa đi khỏi thì đóa Hồng Nhung này đã nở bung như vậy chứ? Thật vô lý. Hả? Tại sao lại có một đóa hoa giả ở đây vậy chứ? Hoa giả là sao? Đúng là hoa giả. Nếu là hoa hồng thật, cánh hoa đã dập nát và tiết ra mùi tinh dầu thơm ngào ngạt. Không, tôi chính là Hồng Nhung đây mà. Chắc là lũ trẻ nghịch ngợm đã cấm nó vào đây. Vườn hoa xinh đẹp này đâu có chỗ cho thứ đồ giả đấy chứ. Phù thủy Sơn Rồng, bà ở đâu? Mau ra đây, trả lại hương sắc, trả lại tinh dầu hoa hồng cho ta. Bất tử, điều ngươi mong muốn chẳng phải đã đạt được sao Hồng Nhung? Ngươi còn muốn gì? Ta muốn bất tử. Nhưng ta cũng không muốn trở thành một đóa hoa giả bị coi thường. Đồ giả ư? Vạn vật tự nhiên trên đời đều phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa. Ngươi đã không quý trọng sắc hương trời ban, muốn đi ngược lại lẽ thường thì hãy chấp nhận sống cuộc đời của đóa hoa giả vô hương vô sắc. Không, tôi đã nghĩ lại rồi, tôi rất hối hận. Hãy cho tôi quay lại như lúc đầu. Quá muộn rồi. Điều duy nhất ta có thể giúp ngươi lúc này là giúp ngươi có một chốn tử tế để nương náu. Đây là đâu thế này? Cửa hàng hoa lụa đấy cậu. Hoa lụa nghĩa là đồ giả đúng không? Cậu nói cái gì? Chúng tôi ở đây là những bông hoa giống như hoa thật, hiểu không? Hoa lụa không phải hoa giả. Nói giảm, nói tránh thôi, vẫn là đồ giả mà. Đồ khùng. Wow, bó này để trang trí bàn tiệc hợp đó. Đáng lẽ người có mặt trên tay cô dâu trong bức ảnh để đời kia phải là mình mới phải. Nếu không vì... Cứu tôi, cứu tôi. Tôi không muốn trở thành bất tử. Kỳ rui cơ trí. Chị Mi Sâu, sáng nay em sang thăm bà. Bà đã cho em cái muôi vàng này đấy. Từ giờ em chỉ sẽ dùng cái muôi vàng này để ăn súp thôi. Chị thấy có đẹp không? Ừ, đẹp thật đấy, thích nhé. Giá mà chị cũng có một cái nhỉ. Thôi chúng ta ăn đi. Không lát nữa mẹ về, thấy chúng ta chưa ăn tối xong, mẹ sẽ giận đấy. Vâng. À, chắc là mẹ về rồi đấy. Chị Misu, khoan đã, mẹ không gõ cửa mạnh như thế đâu. Lần nào mẹ về cũng phải gọi chúng ta cơ mà. Ừ, em nói đúng. Hay chúng ta thử nhìn qua khe cửa xem có phải mẹ không, rồi hãy mở cửa nha. Đúng rồi. Kỳ rui, đó không phải là mẹ chúng ta, mà là một con sói to đùng. Là sói ư? Ừ, chúng ta phải trốn đi thôi. Chúng ta cứ núp ở đây, chỉ cần im lặng là con sói sẽ không biết. Vâng. Mở cửa ra, mở cửa ra, nếu không ta sẽ phá nát cửa xông vào. Ôi, là súp, hình như vẫn còn nóng.
đúng lúc ta đang đói. Ồ, cái muôi vàng này quá là đẹp. Súp này ngon thật, nhưng chẳng thể làm ta đủ no được. Ta sẽ lấy cái muôi vàng này, nhìn cũng được đấy. Cái muôi vàng là của cháu cơ mà, bác không được lấy cái muôi vàng ấy. Đuôi mau chạy đi. Ta không khảo mà ngươi đã xưng, tự động làm mồi cho ta, thì đừng có trách ta ác. Kỳ đuôi, kỳ đuôi. Hôm nay, mi sẽ làm mồi cho ta. Không được, không thể để con sói ăn thịt mình dễ dàng được. Phải rồi, mình đã có cách. Nào, hãy làm mồi cho ta. Bác sói ơi, nếu bác cứ ăn cháu thế này, sẽ không ngon đâu ạ. Chi bằng bác hãy cho cháu vào lò nướng, chắc chắn bác sẽ ăn ngon hơn đấy. Ừ, kể ra mi nói cũng đúng. Thịt chín sẽ thơm và ngon hơn. Ê, bác sói ơi, bác mà dùng tay nhét cháu vào lò thì tay của bác sẽ bị cháy rụi mất. Nó nói cũng phải. Mi hãy ngồi lên cái sẻng này, ta sẽ đưa mi vào lò nướng. Mi thật là ngu đần, ngồi như thế mà làm sao ta nướng được. Cháu đúng là ngu đần thật. Chi bằng, bác làm mẫu cho cháu xem phải ngồi như thế nào đã nhé. Được, mi xuống đi. Có thế mà cũng không biết làm. Phải ngồi như thế này mới đúng nè. À, nóng quá, nóng quá, chết ta rồi. Kia đuôi, em đâu rồi? Ôi, kia đuôi, em đây rồi. Chị sợ em sẽ bị con sói ăn thịt. May quá, em không sao là tốt rồi. Con sói định ăn thịt em, nhưng em đã lừa được nó vào trong bếp lò rồi. Ôi, kỳ đuôi của chị giỏi quá. Chúng ta mau về nhà thôi, kẻ mẹ lo lắng. Vâng, chúng ta về đi.
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.